Chào mừng mẹ bé đến chương trình Vào Bếp Cùng Mẹ. Chú là chú Chánh Trần. Hôm nay chú sẽ chia sẻ với lại mẹ với cháu một cái món mà thật ra là mấy cháu rất là thích ăn, cái đó là món mì Ý. Đây cũng là một trong những cái món mà mình có thể chọn hoặc là nó sẽ là chủ đề để mình thi trong những cái cuộc thi của mình. Mình bắt đầu ha. Món mà chú sẽ chia sẻ với cả nhà mình là món mì Ý chả cá thác lát. Thành phần nguyên liệu dùng để làm cho cái món mì Ý chả cá thác lát gồm có mình sẽ có đây là 250g cá thác lát. Mình có ít rau thì là. Cái rau thì là này mình nếu mà mình không dùng được rau thì là thì mẹ với bé có thể bỏ. Mình sử dụng ngò rí cũng được, nhưng mà trong bài thi thì mình sẽ có rau thì là. Mình có hành tây, hành tím, tỏi. Dĩ nhiên mình sẽ không bao giờ mình sẽ thiếu được cái phần thành phần mì Ý, tại cái món này là món mì Ý mà mình sẽ có mì Ý nè. Ở đây chú dùng mì Ý của Barilla. Mẹ với bé để ý nha, ở trên đây nó có cái thời gian để luộc mì. Trên đây nó có thời gian để luộc mì, cho nên khi mà mẹ với bé nhận cái đề bài thi của mình á, mình phải lưu ý là trên đây nó có thời gian luộc là 11 phút. Thì cái mì này của mình nó sẽ chín, cho nên mình sẽ canh thời gian cho 11 phút nha. Và sốt cà này, chú sẽ có sốt cà của Barilla luôn. Cái sốt cà này rất là tiện dụng, không chỉ cần việc xài thôi. Gia vị nêm thông thường là muối, đường và tiêu. Rồi bây giờ bắt đầu mình làm. Trước tiên là mình sẽ trong thời gian đó mình sẽ làm mì trước, tại vì cái mì nó rất là lâu, mình tốn khoảng 11 phút để mình luộc cái mì của mình chín hẳn. Ở đây chú sẽ sử dụng một lượng mì vừa đủ cho hai người ăn. Thật ra cái này chỉ có một người ăn thôi, nhưng mà nếu mà hai mẹ con thì hai mẹ con ăn cũng được. Ở đây là 50g mì. Chú có một cái nồi nước, chú sẽ cho mì vô trong nồi nước. Rồi mẹ và bé phải lưu ý là khi mà mình luộc mì á thì cái nước của mình nó phải thật sôi nha. Nước chỉ cái thời gian luộc mì của mình chỉ bắt đầu tính từ lúc mà nước sôi thôi. Bây giờ mình sẽ cho cái mì của mình nó từ từ đi vô trong nồi hoàn toàn như thế này. Đó, như thế này. Mình luộc hẳn cái thời gian 11 phút nha, mình luộc. Chú sẽ sử dụng một cái kẹp và chú sẽ cho mì vô trong này. Rồi khi mà mì bắt đầu nó chìm hết rồi mình sẽ tính thời gian là 11 phút bắt đầu. Trong thời gian mình chờ cái mì của mình nó chín hẳn á thì mình sẽ xử lý chả cá. Ở đây cái chả cá của mình là chả cá thác lát, mình phải tán thì nó mới có cái độ dai cho chả cá. Ở đây anh sẽ sử dụng một cái chén nè, mình sử dụng một cái chén như thế này. Mình sẽ lấy một chút xíu nước mắm nha. Mẹ với bé nhớ đây là chú sẽ sử dụng cái nước mắm nè. Mình giữ một cái muỗng. Rồi bây giờ mình sẽ làm một cái hỗn hợp để mình xử lý cá của mình. Chú sẽ cho vô đây một muỗng ăn cơm nước mắm, một muỗng ăn cơm nha. Tiếp đến mình cho nửa muỗng ăn cơm đường, một muỗng ăn cơm nước mắm và nửa muỗng ăn cơm đường. Cho một chút xí tiêu vào trong này, khoảng 1/4 muỗng ăn cơm tiêu. Rồi mình dùng cái muỗng mình quậy cho đều lên nha. Rồi bây giờ mình sẽ để cái nước sốt của mình qua một bên, cá qua một bên. Chú sẽ dùng dao, chú sẽ cắt cái hành tím này ra. Mình cắt hạt lựu hành tím ha. Rồi mầm nhuyễn ra. Rồi sau khi mà mấy con bầm chung cái tỏi này như này mình để một bên nha. Tiếp theo chú sẽ sử dụng một ít cái rau thì là. Chú sử dụng cái phần lá nha. Mình đừng có bỏ phần thân vô trong cái chả cá của mình, nó sẽ ăn nó sẽ rất là sạm. Mấy con coi chú cuốn nè, mình cuốn nó lại nha. Cá. Rồi bây giờ mình sẽ có ba cái phần gia vị như thế này. Bây giờ chú sẽ lấy cái tô, chú sẽ cho rau thì là vô, chú sẽ cho tỏi vô và hành tím vô. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng một cái muỗng, mình sẽ tán
Đây gọi là động tác tán cá. Nè, mấy con hãy tán như thế này nè. Tán cho rau củ đều vô trong thịt cá. Chú sẽ chỉ mấy con tán. Cái này là mấy con có thể phụ mẹ làm cái này nè. Cái này nó rất là dễ, nó không có nặng tay nặng chân gì cả. Rất là dễ ha. Rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng cái hỗn hợp nước mắm hồi nãy. À, mấy con đã quậy tan rồi. Chú sẽ dùng cái muỗng chú chấm nước mắm vô đây. Chú sẽ quét, chú tan cá như thế này. Và cái nước mắm tán với nước mắm tán. Thì khi mà bắt đầu mình hết cái nước mắm trong cái chén của mình như thế này, cùng cũng lúc đó thì cái chả cá của mình nó cũng đã dai lên, nó rất là dai rồi. Mình tán cho hết cái đợt này nó sẽ rất là dai. Và khi chả cá của mình nó dẻo dai như vậy, mình sẽ rất là dễ vo viên cái chả cá của mình cho nó thật là đẹp. Mấy con phải chịu khó ha. Cái lúc này mà mấy con làm mà mỏi tay quá thì mấy con nhờ mẹ giúp đỡ. Tại cái món này nó sẽ cần mình làm việc nhóm, cần mình đoàn kết rất là nhiều. Bây giờ cái chả cá của mình nó đã dai rồi, mình sẽ đẩy qua một bên. Bây giờ chú bắt đầu chú kiểm tra cái mì của mình đã đúng thời gian rồi, bây giờ nó có xong chưa. Rồi, bây giờ cái mì của mình nó cũng đã đúng thời gian rồi nè. Mấy con kiểm tra, mấy con thấy nè, thấy chưa, rất là ngon. Bây giờ chú chỉ việc tắt bếp và dọn mì ra thôi. Rồi, bây giờ chú sẽ chỉ mẹ với cháu mình làm một cái động tác rất là dễ. Thì với chú thì động tác này nó dễ nhất nè. Chú sẽ cho một chút xíu dầu ăn vô trong cái chén nè, mình thấy không. Rồi chú sẽ cho một cái muỗng nè. Chú sẽ lấy miếng dầu ăn, chú chấm ngón tay lên cái muỗng nè, như thế này. Đó, giờ mình sẽ dùng một cái phần cá như thế này. Mấy con với mẹ, chú sẽ cho một ít dầu ăn lên trên này nữa. Rồi, mình chỉ cần mình gập hai cái muỗng lại như vậy để mình tạo thành hình con sò thôi là được rồi. Nó giống như hình con sò vậy mà do có dầu ăn á cho nên nó không dính. Chú sẽ cho một ít dầu ăn lên trên này. Đó, rất là dễ ha. Chú sẽ cho phần chả cá này ra đây. Nè, chú sẽ cái này của mình đã nổi dính rồi nè. Chú sẽ cho ít dầu ăn lên đây. Và một ít dầu ăn lên trên này. Chú sẽ nhấn như thế này. Và đập cái muỗng lên. Mấy con thấy dư nè. Chú sẽ vớt cái phần dư này bỏ qua đây. Thấy chưa? Xong, mình chỉ cần mình lật lại như vậy. Mình sẽ có thêm một con sò nữa và chú đã có được 4 con sò là đủ. Rồi sau khi mình đã xử lý xong cái phần chả cá của mình rồi, mình chú đây chú còn chút xíu dầu nè. Chú đã có chả cá sẵn nè, chú đã có mì rồi. Bây giờ chú đã có thêm cái hũ sauce nữa. Bây giờ mình bắt đầu mình khâu mình chế biến và mình nấu cái thành phẩm của mình. Đây chú sẽ cho sản phẩm của mình qua một cái chảo như thế này. Rồi chú sẽ cho một chút xíu dầu ăn lên trên chảo như thế này. Nếu mà trường hợp mà dầu nó hơi ít như vậy thì mấy con có thể cho thêm một ít nữa. Cho như vậy là đẹp. Khi mà cái chảo của mình nó bắt đầu nó hơi nóng rồi, chú sẽ cho chả cá vô nè. Mình sẽ chiên sơ cái chả cá này của mình cho nó săn lại. Lúc đó mình sẽ giảm lửa và mình bắt đầu mình nấu sauce và mình bỏ mì vô. Mấy con thấy không? Khi mà cái chảo của mình nó nóng, nó sẽ lập tức nó làm cho chả cá của mình đổi màu liền. Đó, đó là nó có màu rồi, thấy chưa? Chú sẽ điều khiển cái nhiệt lại, đừng để cho nó bị cháy nha. Mấy con đừng có dặn lửa lớn nó sẽ bị cháy. Làm sao con sao không kiểm soát được nhiệt nha. Mình cứ, đó, bây giờ nó vàng một mặt rất là đẹp. Thấy chưa? Và cái chả cá mình nó phồng lên. Bây giờ mình chỉ cần mình để cho nó vàng mặt còn lại là đảm bảo chả cá của mình nó sẽ chín hẳn. Trong thời gian mà chờ cái chả cá của mình nó vàng hẳn hai mặt như vậy, chú sẽ cắt nhanh một ít hành tây nè. Chú sẽ sử dụng một chút xíu hành tây thôi. Rồi chú cắt hạt luôn hành tây nha. Rồi chú sẽ dần đó. Mình chỉ cần một chút xíu hành như vậy thôi. Bây giờ chú sẽ cho hành này vô trong chảo nha. Rồi chú sẽ cho hành này vô trong chảo. Mình sẽ lập tức mình xào lên. Trong đó mình kiểm tra cá của mình.
nó đã vàng hai mặt rồi nè. Xào cái hành này cho nó thật là thơm nè. Sau khi cái hành của mình nó đã thơm rồi á, mấy con sẽ cho sốt cà vô. Với 4 muỗng sốt cà, mấy con chỉ cần cho 2 muỗng nước. 1 muỗng nước, 2 muỗng nước. Và bây giờ mình sẽ cho cá của mình ra đây. Lúc này chú sẽ cho mì đã luộc vô. Mì nãy chú đã luộc rồi nè, chú sẽ cho mì đã luộc vào ha. Mình dặn lửa thật là nhỏ để cho mì của mình thấm sốt. Mình nấu như vậy khoảng chừng thêm 2 phút nữa là mình sẽ có thành phẩm. Bây giờ cái mì của mình thành phẩm nè, chú sẽ tắt bếp ha. Và mình sẽ cho ra đây. Mình sẽ sử dụng một cái kẹp góc như thế này. Nếu mà mấy con không biết trang trí á, mình chỉ cần làm động tác giống như chú thôi là dễ nhất nè. Mình chỉ cần mình gấp cái mì lên như vậy nè, cái mình lại bỏ vào trong cái dĩa, mình hơi xoắn một chút xíu, thấy không? Mình lại gom cái mì còn lại ở trong chảo mình và mình lại bỏ bên cái dĩa. Cái đó dính một hồi mình sẽ lau ha. Mấy con sẽ gấp chả cá lên, thấy không? Bây giờ mấy con chỉ cần bỏ sauce lên. Chú sẽ cho một ít lá thì là lên để cho nó có màu xanh. Mình sẽ cho một ít tiêu lên. Cuối cùng mình lau sạch xung quanh cái dĩa của mình để mình trình bày cho thật là đẹp. Rất là nhanh, mấy con sẽ có một dĩa mì Ý và chả cá thắt lát. Mình có thể cho một ít dầu ô liu trên mặt cũng được, tùy ý mình để cho nó bóng sợi mì của mình. Cái đó là tùy khẩu vị ăn của mọi người ha. Rồi, vậy là chú đã hoàn thành cái phần chia sẻ cách làm mì Ý với lại chả cá thắt lát. Chúc mẹ và bé mình thi cái món này thành công nhé.